Xin chào các bạn đã đến với kênh Nhâm Trần FV. Hôm nay mình chia sẻ món lá chuối cuộn giò, giò bó hay còn gọi là giò cuộn. Thêm món giò ngon dùng trong những ngày Tết, không tốn nhiều thời gian làm. Với thịt giò thơm, giòn, sực sực, kết hợp hương thơm của lá chuối, cay nhẹ của tiêu, ớt, nêm nếm vừa ăn, rất hấp dẫn. Mình có thể thêm vào thực đơn dịp Tết cổ truyền hay khi nhà có tiệc cũng tuyệt lắm luôn. Rồi, thì bây giờ sẽ mời các bạn hãy xem chi tiết cách làm nha. Nguyên liệu chính của mình chuẩn bị gồm có như sau: 2 kg bắp giò heo. Mình có nhờ người bán rút xương sản bên trong rồi, về chỉ cần mình thực hiện sơ chế và làm cho nhanh gọn lẹ là được nha. 1 ít lá chuối để lát nữa gói và ít chỉ buộc. Tiêu hạt 1 muỗng canh, ớt bột 1 muỗng canh, bột tỏi 1 muỗng canh. Rồi, nguyên liệu chính của mình đã xong. Bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết nữa nha. Đầu tiên mình sẽ rửa cái bắp chân giò. Cho vào đây 1 muỗng canh muối đầy, xả nước vừa ngập với cái bắp giò, và cứ vừa xoay vừa bóp để cho máu phía bên trong ra bớt, giúp cho cái thịt chân giò được thơm. Đó, mình cứ rửa lại 3 nước, hoặc là khi nào mình thấy nước trong là được nha các bạn. Rửa xong, mình sẽ cho chân giò qua giấy để lau lại cho thật là ráo nước luôn, để khi nữa mình tẩm ướp cho thấm, với lại giúp cho cái thịt được thơm hơn. Lau cả phía bên trong luôn, hoặc là mình có thể để cho thật là ráo nước rồi đem ra làm cũng được nha các bạn. Lau xong mình sẽ cắt ra như vậy, đã không có đứt đôi nha các bạn. Tiếp tục dùng dao khứa cái bắp, chỗ nào thịt dày mình sẽ khứa cho mỏng bớt ra, để lát nữa mình ướp cho thấm đều, với lại cho dễ cuộn nữa. Đó, mình đã khứa đều hết như vậy là được rồi. Tiếp theo lấy lá chuối cho qua thao lớn, rồi cho nước sôi vô để mình trụng cho lá chuối mềm, lát nữa cho dễ cuộn, và mình rửa lại cho nó được sạch hơn nữa nha các bạn. Đó, cho vô rồi cái mình trở qua trở lại, tiếp tục xả nước vô để cho nguội bớt, và mình sẽ rửa lại nha. Với 2 cái bắp giò thì mình chọn chừng 2 cái tàu lá chuối lớn rồi cắt ra là vừa luôn các bạn. Rửa xong mình sẽ lót một lớp ở dưới rồi dùng khăn lau thật là ráo nước. Tiếp tục lót thêm 1 cây lá phía bên trên, hơi nhiều một chút xíu nha các bạn, để khi mình cuộn xong rồi cái lá chuối thấm vào miếng thịt cho được thơm hơn. Cho cái thịt giò lên phía trên như vậy, mình sẽ trải đều cái thịt nạc và bắp ra phía bên trong, để cho cái lớp da phía bên dưới khi mình cuộn cho nó đều đẹp nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ ướp vô đây bột tỏi 1 muỗng cà phê, rải đều như vậy. Ớt bột 1 muỗng cà phê nữa, cũng rải đều. Tiêu xay 1 muỗng cà phê. Hạt nêm 1 muỗng cà phê lưng. Thêm muối 1/3 muỗng cà phê. Đường 1 muỗng cà phê. Mình sẽ dùng tay xoa đều các gia vị cho thấm lên cái miếng thịt phía bên trong. Mình sẽ thoa đều xong rồi cuộn luôn nha các bạn. Đã, sau khi thoa đều và thấy các gia vị đã bám đều hết trên cái miếng thịt phía bên trong được rồi, cho 1 muỗng cà phê tiêu hạt vô nữa để tăng cái độ hấp dẫn hơn cho món ăn. Rồi, mình sẽ kéo 2 đầu nhẹ nhàng lên như vậy, sau đó gấp mép nhẹ xuống, không làm mạnh quá vì nó dễ bị rách lá chuối đó các bạn. Rồi, mình sẽ dùng dây thun luồn qua để buộc cố định cái lớp chuối phía bên giữa như vậy, để cho nó khỏi bị bung ra. Sau đó mình tém nhẹ cái đầu như vậy, dựng lên. Rồi tiếp tục gấp hoặc là cuộn lại đến cái chân giò là được nha các bạn. Tương tự mình sẽ lật phía bên này, rồi cuộn cũng giống vậy luôn. Đó, mình làm nhẹ nhàng trước thôi, để lát nữa rồi mình sẽ buộc chỉ và xiết sau nha.
Một cây thông như vậy để cho nó không bị bung cái lá chuối ra. Rồi, thêm một đường nữa. Như vậy là mình đã cố định xong cái lá chuối và cái chân giò. Được rồi, tiếp tục lấy cái sợi chỉ, nếu như mình có dây lạc để buộc cũng được luôn nha, chờ lên phía bên chính giữa như vậy. Mình cứ để cọng chỉ dài buộc cho dễ rồi mình cắt sau nha các bạn. Xiết và xoắn cả hai bên trên đầu như vậy nữa, rồi mình sẽ buộc chặt lại luôn. Đó, sau khi cố định xong rồi mình sẽ dùng chỉ cách một đoạn khoảng 2 cm, siết chặt, vừa siết vừa buộc luôn cho cái chân giò nó cố định khi mình luộc hấp cho nó được tròn đều và hấp dẫn hơn nha. Rồi, như vậy là mình đã buộc xong, dây nào dài thì mình sẽ cắt bớt, cắt bỏ cái dây thun vì lát nữa mình đem hấp thì cái mùi này nó ám vô, nó không có được thơm và ngon. Đó, như vậy là mình đã bó cuộn xong một cái chân giò rất chặt, vừa chắc tay, đầm đều đẹp. Và cứ tương tự như vậy thì mình sẽ cuộn luôn cái chân giò còn lại. Sau khi cuộn xong mình cho vô nồi để hấp luôn. Rồi, lúc này nước đã sôi mạnh, mình sẽ đậy nắp lại, canh thời gian hấp 1 tiếng 20 phút là chân giò chín nha các bạn. Sau thời gian mình hấp khoảng hơn 40 phút rồi, lấy ra và trở bên, đổi mặt phía bên dưới cho nó chín đều. Cái mùi lá chuối phía bên trong tỏa ra thơm lắm luôn các bạn. Rồi, trở xong mình châm thêm nước vô để mình tiếp tục hấp cho nó không có bị cạn và cháy đến nồi. Tiếp tục hấp thêm 40 phút nữa là thịt chân giò chín, mình khỏi còn phải kiểm tra nha các bạn. À, tổng thời gian mình hấp hơn 1 tiếng 20 phút rồi, lúc này cũng đã chín, mình sẽ lấy ra. Thơm mùi lá chuối rất là hấp dẫn luôn. Mình cứ để cho thật là nguội, sau đó để trong ngăn mát tủ lạnh, khi nào ăn mà lấy ra là được ở đó các bạn. Hoặc là mình có thể ăn nóng như vậy cũng được luôn, nhưng để hôm nay mình sẽ để trong ngăn mát tủ lạnh nha. Thịt giò mà đã để trong ngăn mát tủ lạnh được 1 ngày rồi đó các bạn, mình sẽ lấy ra cắt dọn rồi ăn thử coi sao. Bỏ hết cái chỉ này đi, ăn tới đâu thì mình sẽ cắt dọn ra, còn dư bao nhiêu để trong tủ lạnh. Đó, các bạn coi phía bên trong mình bỏ như vậy á, nhưng giờ nó có cái độ chặt nhìn rất là tuyệt luôn á. Đó, với cách làm như vậy thì các bạn có thể cuộn để dành trong ngăn mát tủ lạnh, khi nào có khách hoặc khi nào dùng lấy ra mình cắt ăn kèm với cơm, bánh mì, bún hoặc cuốn bánh tráng, rất là tiện luôn. Thơm mùi thịt, lá chuối và các gia vị bên trong tỏa ra thơm lắm luôn các bạn. Thì mình có thể cắt sao theo ý của mình cũng được nha, có thể cắt đôi hoặc là mình cắt lát mỏng dày. Khi mình thích ăn nóng có thể để trong kia dễ hấp nóng lại rồi dọn ra cũng được luôn. Thêm ít đồ chua ngọt ăn kèm cho được ngon hơn. Như vậy là món giò cuộn của mình đã xong. Và bây giờ mình xin mời các bạn dùng nha. Sẽ ra cảm giác có cái độ cứng sực sực, phía bên trong có một lớp gia vị trông rất hấp dẫn luôn. Hãy xin mời các bạn nha, để mình ăn thử nè. Thịt ngọt thơm vừa ăn, cái lớp da có cái độ sực sực ngon lắm các bạn. Đó, với cách làm cũng không có khó, rất đơn giản, mình ướp gia vị phía bên trong như vậy rồi cuộn với lá chuối thơm lắm. Cái mùi lá chuối bên ngoài kết hợp với thịt ngọt thơm cùng với cái hạt tiêu mình ăn trúng có cái độ cay rất ngon. Để đậm đà hơn thì mình sẽ chấm với muối tiêu chanh như vậy, hoặc ăn kèm với dưa kiệu và kèm thêm ít độ chua ngọt chống ngán, kết hợp rất ngon nha. Thì video clip của mình cũng đã kết thúc ở đây. Nếu các bạn coi thấy hay, vui thì hãy nhấn like, rồi nhấn đăng ký kênh và chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui. Bây giờ xin chào tạm biệt các bạn nha.